Bạn sẽ đấy. Nó có nông video này, cứ dân sắc xa từ lời một cái chí Advanced Internet Programming. Và chúng ta cho mình muốn cứ dân sắc xa từ lời Internet Programming. Đã dân sắc xa từ lời một cái chí nâng cứ dân sắc xa từ lời tệ HTML and CSS. Và phần tế, một đo sạp chính này, Advanced Internet Programming cứ dân bắt đầu xâm khăn từ lời JavaScript. Và cho mê rin tìm mùi bởi dưỡng cư Introduction JavaScript. Và chẳng kì xua tha ta ở bài tớ chia JavaScript. Và JavaScript cư chia bộp hệ script language mùi xa mẹp ở dưỡng pra chuộp chì mùi thêm ẩn. Đồng bây thua ca bóng cát Interactive Web Page ở miền lạc nào rồi vậy, rồi cái dương ta dynamic, chẳng bao cái su tha ta interactive từ lâu về phía kia, rồi có cái su tha ta JavaScript ai thuê bằng kia, chẳng cái dương ai chơi prap kê bàn tha JavaScript ai thuê bàn được chỉ message box, input box, confirm box, form validation, starter bar, calculation, slide animation, drop down menu. Chẳng là tăng ổn cứ sắp tới ai thơ nơi lờ phênh phát sai bao nhiêu bạn. Và hai tăng ổn cứ HTML nâng sĩ ác cứ gọi đặt ai thơ bàn đi. Chẳng cứ dường thở custom chỉ mua nâng JavaScript nâng bày ở miền animation tăng ổn nâng lờ web page. Và chẳng mùi chùm nói tiếp cứ dường nhìn dây em people watch JavaScript. Và chẳng JavaScript tạo bàn mà gạt lạng đầy lô Brad and Each đại bản báo cáo nó còn gồm hơn Netscape. Ba, đồng bốn JavaScript trong ban kỳ đại chúng mua tha Maya. Phần tay còi móc kỳ ban đôi chúng mua từ chỉ là scripting. Ba, hay bắt đầu một tiết gồm hơn Netscape nâng Sun Microsystem ban sạc cá khnì còn cả vì vật là script. Rút các ban bắt đầu chúng mua từ chỉ JavaScripting là thứ ngày thì muốn khai thuốc cho nằm một con muốn đối. Và hãy tâm tâm nâng nâng đáy JavaScript vì bàn chênh version mùi chạch mùi trong bàn chênh nhạc nông Netscape Navigation version 7 chạch xôn. Và hãy nâng 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 nó bê nức đáy mà Chrome hôn Microsoft này có bàn đặt hỏi pra nơi Internet Browser đồng bông robot luôn chú mũ tha Internet Explorer version 7 chạch xôn. Và nông chụp non đồng bốn Microsoft mà bằng cách nơi client script rồi bọc luôn chmu tha JScript version mùi trời xôn phòng này. Và chẳng cứ đồng nạc ca nâng cứ dân cái bàn bằng cách prom khả nha. Và lấy dân chỗ đó client side and server side language. Và chẳng dân đăng ấy sẽ mẹp client side được cái dân hào tha front end, được cái dân hào tha static và size, chương quy miên ta code HTML, code CSS, code JS như thế. Và chương xem mẹp client size, bởi xin thì dân đã tu chỉ client size, nó phải để dân request nó lơ browser, vì chạp đoàn xe này, vừa cả request tạm dạy URL này, tôi cần server. Hay server, vì chạp đoàn response, chỉ HTML, và cần dân quên nhé. Và còn đây là server side mình nói là nó phải để dùng open browser nhưng typing rồi xoay rồi ấy mũi nữa. Và chẳng bị chạp đơn phương cả request URL liệt tục cần server. Hay server bị chạp đơn phương process script request tục cần server language. Như mình PHP, mình ASP, mình C#, và mình VB nữa. Và tập mới bị chụp đang thua cái check chỉ mới database và database send back tập can server side hay ban server side bị chụp đang response chỉ HTML can server hay server chụp đang bị chun HTML một can computer bao nhiêu vậy và chẳng hạn ban chẳng soi tới bị khơi miền tận đấy xem nhé. Và chứng dương một đo slide cái dương lục ất kẻ tên server side nâng client side. Và
chẳng dừng mơ nè chứ nói như cứ browser và browser nó phải để dừng typing rồi ấy mới được tiêu thay dừng rồi www.node.js.com rồi www.html.com và ưu tiên hóa nè và chẳng bị chạp đoàn thuộc send request và chẳng server nè web server bị chạp đoàn get request tạm bây giờ HTTP nè và bị client mở tầm mơ bạn bị chạp đoàn thuộc request data thuộc can web application và đây là khăn ca request data nè vì mình UI encode và encoding mình get mình post data thì hãy có mình cookie đấy và tổ mơ bạn đã khả năng web application bị chạp đàn thuộc check chứa mùi những database và request thuộc can database chứng database bị chạp đàn xoay rộp và tổ bí viết xoay rộp bị chạp đàn bị chôn data nâng một can web application vậy và web application vì compile được chi HTML send thuộc can web server và web server bị chạp đàn response chi HTML tam bị tạm bây giờ HTTP và tất cả browser ở dân khởi vậy. Nó có nông ca response cứ viên miên tại bài đấy miên tại HTML CS hay nâng JavaScript và hay có viên miên file same same tiết đôi chi file rút hiệp được có file icon được có file same same tiết đây nó phải để viên response máu nè và chúng dùng cho một tiết how JavaScript work server side language và ta JavaScript phơ ca chỉ mỗi server side dạng mạch và chúng JavaScript biết phơ ca chỉ mỗi server side vì phần ai từ lên Node.js và để Node.js chỉ rơi rơi cái trao ban cái hào thành Node và cái hào thành Node chúng cứ chỉ thu mùi đó miền ăn được hiệp thì cứ dân hà ta powerful và để ai đầm là cả JavaScript application tàng quý bàn tàng server side những client side và chẳng vì chui JavaScript đầm là cả application bàn tàng server side những client side và chẳng bắt tam cái hạ tầm po lau cả robot Node.js cái bàn ở đi dùng ở đây nó chỉ ai tháng chỉ JavaScript runtime để viết trâu bàn thì sẽ là đòi pra ở JavaScript engine version bấm bay được bao trùm và bởi dương đi dây ở nghiên nghi sử sạp tới nó chỉ ai bàn bắt đầu phải được bật muối để ảnh nhạt ở dưỡng ai tầm là cả code JavaScript bàn đòi mình chăm bạch đầm là cả nóng web nó không browser engine tiền nó tệ và chúng chỉ tu tới cái pra vì xâm rạp cho xe web server tại vì ảnh miên là đập hiệp ấy cho xe HRAN trên năng tê nữa và chẳng bà kỳ xu thà ta JavaScript và ta Node.js nữa với ban khả chẳng Node.js ai cho xe ban đôi chi static file server web application framework desktop application, messaging, middleware và nâng server xâm rạp HTML file multiplayer game và chúng mối tiết cứ package management ta mới dạy NPM và ta mới dạy NPM chúng NPM mà bị bệnh thà node package manager nè. Node package manager và chúng NPM cứ chỉ Node Package Manager để nó nong nút sum bộ tạo đời cái job code chỉ trả ấn để develop đời developer xem cái gì để dùng ai tiền về dùng một cái bài bài ní cứ chỉ rupee hiệp Node.js và chương bớt sân chỉ nhận ở nơi trong bàn soft code phá luôn á và vừa tới install nó còn không vừa tới bao nhiêu cứ dùng quay cho căn Google dùng quay Node.js.org hay dùng chỗ lệnh home tác viên cứ miền cả lại dùng lại download file cho tôi install lên computer và những bài này và dùng chỗ mới tiết what is ECMAScript và ECMAScript chưa quay nữa và quay tới ECMAScript ECMA chỉ xong đào sử dụng ECMAScript
ECMA bắt đầu bắn cái hào thà ECMA script ba hết tăng đa ECMA script đồng bốn trên nơi chân năm một bọn bọn rồi cao sắp đồng phí hai việc bán programming đọc với nhiều dung mùi ba khi bảo vệ tràn xử mẹ tự xe script nơi lờ browser tại mà đó về ní việc bên nhiều dung hoàng đáy chỉ mùi bí xa programming tư tư để tạo bàn kì dục tự browser tại công ty gần lại đang bị front end, back end, nâng cho xe cam thị tư xa phòng đại bà ở lời dân mới bà chân môn nông ban JavaScript cư dân thảo miên thiệp xăm bấy rùm bà chô kênh tớp ban JavaScript bà tìm mối cư đùm đúng mô vị kiện bình thả document object mô đà bà chân đùm nông nông bê đà web page bà dưỡng load từ lờ browser chân viên bằng ca document object model nơi lờ browser và để document object model miễn đôi chỉ HTML miễn đôi chỉ head miễn đôi chỉ title miễn đôi chỉ body nữa và nơi lờ browser và một tiết cự boom nữa boom nó cứ vì là lo JavaScript ai để dây đi cả ai tận nhận tận đâu thì chỉ browser và bớt dần cho miễn boom thế JavaScript ai miền ca tận nét tận nơi chỉ browser nó bán thế đấy và hay mua tiết ECMAScript mà bị bệnh là European Computer Manufacturers Association và sau đó dùng mà ECMAScript pass timeline và dùng ECMAScript ES nói chung là một con bản buồn rồi cao sản phẩm ES version 1 và một con bộ cao sản phẩm bấy vì các ES version 2 và nơi chân một con bộ cao sản phẩm bốn vì ES version 3 dân về và các bay chân nằm cho học này hay coi vì bạn bay version đấy và tôi mất tiết về tập trạng trao bàn áp hiệu vọt đấy là hồ đó chân nằm bị bọn phẩm bốn từ vì chân ES version 5 nhé ES version 5 và tôi mất bàn đó bị bọn đọc phẩm vì chân ES version 6 và hay có viên miền cầm rôn nâng ca và các xem xem tiết đấy và hay viên bàn release trên mạng đài nữa và trên people đọc phẩm phí cứ ES people đọc phẩm phí ES people đọc phẩm bay ES people đọc phẩm buôn ES people đọc phẩy hay bà chạy bón people đọc phẩy mùi nít có viên trên ES people đọc phẩy mùi phẳng đài và đồng bây giờ đang chứ bác nhạc ổn này ở chỗ được căn link nít đồng bây mơ bị ca release được cả public robot ECMAScript tất tạm bơ dân tất tạm chân nằm đi mùi đi mùi bà chân kỳ xô tha ta dương pra JavaScript nhận mạch bà sử miếp ca pra JavaScript cứ dương gọi là bạc thích JavaScript và bạc thích script hay là bạc thích script bà chân nông ca pra JavaScript dương ai pra bàn bày bập hết thì mới kha ta internal script là internal script cứ dùng ai cho say script nó còn body các bạn nó còn head các bạn này chẳng biết call được cái gì và chẳng dùng còn open script hay nó bật script và hay bật sân dưới internal script cứ dùng ai cho say script đấy tại dùng cuộc xong chỉ muốn attribute src nữa và đồng bày link cho tất cả file đội dùng pra rút hiệp nó còn ý thì mà đây rút hiệp ý thì mà kia sẽ IMG SRC hay phát rút hiệp và đọc về external JavaScript kia sẽ SRC hay bằng phát file bằng JavaScript và hay dân có ai sẽ JavaScript inline bán này nhưng sẽ even on click return confirm nè và những ai sẽ bán này bằng tay kia mình sau bảo vệ thì và chúng dùng ai bảo vệ bàn đã clay clay đôi chúng đã lưu bật tông delete đấy dùng ai đặt bàn đấy và mới tiết cứ JavaScript code editor và xem lắp JavaScript code editor cứ viên miên tràn và viên miên đôi chúng đôi nâng dùng sắp xa từ lời HTML CSS đấy và dùng ai cho xây chỉ mua Windows được không ạ
chứ mỗi biến đổi miền vi số sử dụng code mà mắc có miền vi số sử dụng code đấy miền bracket vì miền bracket đấy kia miền sublime text đấy kia vì miền dreamweaver hay có miền webstorm đấy bất tất nhầm riêng mình này nè rock này sẽ chỉ muốn những vi số sử dụng code rồi có sublime text để sai tại dương install từ lời computer bao dương thứ vì miền tầm hôm tối vì si tối nhá vì si spe tối chẳng biết vừa ở computer bao dương nữa lùm mồm ai trả bài này đây bây giờ install Dreamweaver ấy vì si spe thông bởi vì khi bộ adapt để adapt Photoshop adapt Premiere ấy nữa. Và chẳng biết ai si spe computer bao dương thông và mình xin lỗi và số mà con xin đẹp ca dự chất tục nặng.